Ba lính cứu hỏa đã hy sinh sau khi xông vào hiện trường vụ cháy một quán karaoke ở Hà Nội vào trưa ngày mùng 1 tháng 8. Báo Công an Nhân dân đưa tin trong một trong những vụ chữa cháy thiệt hại nhân mạng lính cứu hỏa nhiều nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Vụ việc xảy ra ở quán karaoke Isis cao 6 tầng nằm trên bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Ngoài 3 lính cứu hỏa không có người dân nào tử vong trong vụ hỏa hoạn do quán karaoke này đang đóng cửa để sửa chữa cũng theo tờ báo này. Nguyên nhân tử vong của 3 chiến sĩ này theo công an nhân dân là do thiếu dưỡng khí sau khi họ đã vào tầng 3, cầu thang bị sập nên không còn đường thoát danh tính ba lính cứu hỏa hy sinh được xác định là trung tá đặng anh quân đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung úy đỗ đức việt và lính nghĩa vụ nguyễn đình phúc trang mạng dinh cho hay bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do lửa hàn xì từ hoạt động sửa chữa đang diễn ra trong quán trang mạng dinh dẫn lời nhân chứng cho biết, lửa bốc lên ở khoảng tầng 4 tầng 5 của căn nhà, khói đen bốc cao hàng chục mét và hàng chục cảnh sát cùng xe cứu thương được triển khai để chữa lửa.